Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Heya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spyroom. Và hôm nay là một bài viết của tác giả GSP. Khử nhạt đại pháp, làm sao để xử lý đại dịch chai nhạt bây giờ? Tình hình là, sau khi dạo một vòng quanh các diễn đàn và hội nhóm lớn nhỏ, thì tôi nhận thấy một điều là, dù quân số có mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, nhưng mà chai nhạt thì thời nào cũng có. Trong Spyro mình đây, tôi cũng chứng kiến bao cuộc nói chuyện tưởng như sẽ diễn ra vô cùng kích thích, mê say, nhưng mà lại đi vào ngõ cụt. Vì lý do chủ yếu là vì các bạn nam thiếu muối quá, nhạt toẹt ra mà cứ ngỡ là mình mặn mà tinh tế lắm ấy. Vậy thì vì đâu mà nhạt, nêm muối ra sao cho mượt, lại đối tác thế nào cho dẻo? Tôi thì tôi lại phải vì đại cục mà lao mình ra hầu chuyện các chế đây. Thứ nhất, vì sao nhạt vậy các homie? Có thể các anh không biết, xấu trai, kiêu bé, điều kiện gia cảnh không tốt, tuổi ít mà thích lái máy bay thì cũng không nguy hiểm bằng thiếu muối. Tôi từng hẹn hò với một bạn xấu trai, hơi mập nhưng mà độ mặn thì phun giáp luôn. Hai đứa đã có một khoảng thời gian bên nhau rất là hoang dại và tuyệt vời. Nên là tôi hiểu rất rõ với con gái, một partner thú vị, biết chọc cười đúng chỗ và gây nắng đúng cách, quan trọng như thế nào. Tuy nhiên thì tác giả sẽ không tập trung vào chủ đề mặn ở trên giường. Chủ đề trong video ngày hôm nay chỉ liên quan đến việc nói chuyện và làm quen tiếp cận như thế nào để khiến cho các gái thấy bạn thu hút, thú vị và muốn tiếp tục bình luận hay là trả lời tin nhắn qua lại. Vì như tôi đã nói trước đây ấy, if you can touch my soul, I will spread my legs for you. Đơn giản là nếu không biết gợi hứng thú thì đừng nói gì đến chuyện xa xôi hay là ịch oạc viển vông. Lý do đầu tiên và cũng là phổ biến nhất cho cái bệnh nhạt, đó là vì con cừu đẻ trái não áp dụng chiến thuật khen vô tội vạ một cách sai lầm. Các giai kiểu này nói chuyện với gái mà trong đầu chỉ có mình phải thịt con bé này, tham lam, nhìn ngon thế nhỉ, chắc xâm lắm này, ngu dốt, thịt ở nhà riêng hay là khách sạn đổi xó bây giờ nhỉ. Ngược lại với suy nghĩ của các anh, chị em lại hay có chế độ phòng thủ mặc định. Khi được một người con trai lạ chủ động tiếp cận thì họ sẽ dương giáp phòng vệ và cẩn trọng đánh giá đối phương hơn bình thường. Và cũng chính vì mục đích của hai bên khác nhau nên là thường các giai thuộc kiểu này sẽ áp dụng phương pháp tấn công sai ngay từ đầu, càng không biết cách đẩy đưa, tiếp cận đối phương trong suốt cuộc trò chuyện sao cho tinh tế. Thay vì tìm những chủ đề thú vị để nói hay là xoáy vào những thứ mà con gái quan tâm và hứng thú, thì các anh lại dùng một cách cực kỳ thổ dân, đó là khen vô tội vạ nhằm gây sự chú ý. Kiểu như là, cậu xinh thế chắc là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, nghe em nói chuyện là đã biết đáng yêu rồi, chắc tại chị sexy quá nên partner mới mê thế, có partner như nàng thì sướng cả đời. Túm lại, khen thì cũng thích đấy, nhưng mà khen kiểu liên tục, khen không tinh tế, không có điểm dừng thì rất là kém sang. Lý do thứ hai, quá tự mãn, sinh ra khoe hàng thô thiển. Khen thôi chưa đủ, các chú lính chỉ dũng cảm của chúng ta còn tăng cường khoe gia thế, khoe hiểu biết và đặc biệt là khả năng trên giường, vẫn chỉ là để gây ấn tượng. Và đương nhiên là nhận lại kết quả thất bại thảm hại hoặc là bị chị em tác đồng nghiệp vào đọc comment để giải trí. Partner cậu yếu quá, vào tay tớ thì chỉ biết cầu xin tớ dừng lại thôi. Em chưa tìm được cô nào chịu được trên 60 phút chị ơi. Tiền thì tớ không thiếu, tớ chỉ thiếu người chia sẻ quan tâm thôi. Nhà anh chả có gì ngoài tiền tệ với quan hệ. Kinh điển và ghê nhất ý, là mấy chế chơi kiểu humble brag, tự dìm mình xuống, nhưng mà thực tế là khoe cưu to, ịch khỏe.
Tôi được có 18cm thôi. Như thế là có hơi bé không ta? Một hiệp 50 phút có đủ cho chị em sướng không nhỉ? Sao lại không nhỉ? Mình thử hết các thế, từ ngư ông trồng củ cải, kéo pháo vượt đèo, đến phượng hoàng đẩy xe bò rồi. Không biết như thế đã đủ cho chị em chưa nhỉ? Ôi dồi ôi, nghe đến đây thôi là đã thấy 3 chấm rồi. Lý do thứ 3, đó là lười. Lười suy nghĩ, lười tìm hiểu, lười điều chỉnh chiến thuật. Các chế cứ bê nguyên một bài mà áp dụng từ diễn đàn này sang gúc kín nọ, đọc muốn nhảm. Chị em chúng tôi rất đa dạng về khẩu vị và sở thích. Người thì thích nấu ăn, người thì mê xem porn, người thì thích gang bang, người thì chơi một một. Các anh chủ quan khinh địch, cứ nhai đi nhai lại một bài, thực sự là phí tài nguyên, vừa tự hạ giá bản thân mình nữa đấy. Nếu coi chuyện đi com dạo là một cơ hội vàng để quảng cáo, chào hàng bản thân, thì hãy đầu tư công sức một cách nghiêm túc và chỉnh chu. Tôi thấy nhiều dai hay lê la từ post này qua post nọ, bắt chuyện với 10 người như một, vẫn cứ cái giọng điệu và xì tai nói chuyện kiểu như là đồ sản xuất hàng loạt ấy. Các chế à, con gái bây giờ nó khôn và tinh tế lắm. Dù là tìm người yêu hay là tìm bạn ịch, hay kể cả là một đêm đứng, thì nếu các anh không thể hiện sự chân thành và đầu tư chỉnh chu, thì làm sao chúng tôi tin vào thành ý và để mắt tới bây giờ. Lý do thứ 4 là tỏ ra hiểu biết và nói quá là nhiều. Chăm chỉ bình luận thì sẽ được tổ nghiệp đãi. Cái này thì quá chuẩn rồi nhỉ. Thế nhưng mà chào hàng bản thân đúng lúc với tần suất vừa đủ mới là điểm mấu chốt. Đúng là trai hiểu biết rộng, trải đời, sương gió thì thường hấp dẫn hơn so với một anh mà chỉ biết chơi game và bóng đá, những lĩnh vực không thuộc phạm chủ quan tâm của bạn nữ. Tuy vậy, nếu mà chế thể hiện quá mức, nói quá nhiều và thậm chí là phóng đại hiểu biết của bản thân, thì sẽ dễ gây khó chịu cho bạn nữ. Ông này thích thể hiện gì đây? Lại gặp phải thánh nổ rồi. Những người thích nói quá nhiều về bản thân thường được gán cho cái mác là ích kỷ, tự phụ và coi mình là cái rốn của vũ trụ. Và nhiều anh cũng lạ lùng, ngộ nghĩnh lắm nhé. Con nhà người ta đang nói chuyện với bạn, tự dưng chen vào, tán những chuyện rất là không liên quan. Kiểu như điểm danh, anh đang ở đây chờ đập thính của em nè. Thật là mất mặt. Biết được nguyên nhân của cái sự nhạt rồi, vậy thì làm sao để chữa trị dứt điểm bây giờ? Thì các bạn hãy đón xem phần 2 nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.